không? Cô Hương đâu rồi? Cô Hương đâu? Dạ chào bà chị. Bà chị muốn tìm ai? Tôi tìm cô Hương. Nói với cổ là có bà hay luôn ở Sài Gòn xuống đòi nợ. Thưa bà chị, ở đây chỉ có con The, con gái tôi, chứ không có cô Hương nào mà bà chị muốn tìm cả. Dạ, dạ, bà tìm con đó ba. Bà ơi bà, tôi lại bà. Bà làm ơn trả tiền cho tôi đi bà. Dì hai, con lại gì mà dì hai. Dì làm ơn làm phước, giờ rảnh trước giùm con. Con hứa với dì hai, con sẽ nhờ chú Năm gửi thơ cho dì hai. Con sẽ cố gắng đi làm để trả nợ cho dì hai. Dì hai thương con, giờ rảnh giùm con. Ráng làm hả? Con nói sao? Con già này không có ngu đâu. Con gạt ai chứ không gạt được tôi đâu. Bà chị ơi, nó thiếu tiền ai? Bao nhiêu? Mà chuyện gì vậy bà chị? Nó thiếu tôi 1,000, chưa tính tiền lời. Tiền của tôi là tiền ơn, tiền nghĩa mà. Cổ nói nha, lúc dày làm ăn không được, nên mượn tiền về cho ba mẹ xài. Cổ nói 1 thì tôi hay 1, cổ nói 2 thì tôi tin 2. Tại sao lại gạt tôi? Vì ai? Bà chị bớt nóng. Còn phải số tiền mà 2 tháng trước con gửi về cho ba má đó phải không con? Dạ ba. Bà chị ơi, bà chị vui lòng thư thư cho tôi vài ba bữa, cha con tôi sẽ hoàn lại số tiền đó đầy đủ cho bà. Cái miếng đất sau nhà người ta đã ngã giá rồi, vài bữa nữa người ta chồng tiền rồi. Cái tôi y hẹn với bà chị, bà chị vui lòng chờ tôi vài ba bữa nghe. Dì hai, dì về trển trước giùm con đi dì hai. Buông tôi ra, tôi chưa có đi đâu hết á. Đừng có lôi kéo gì tôi. Cô nói sao? Cô gạt cha mẹ cô được, chứ cô gạt được ai? Bà chị, con gái tôi tội nghiệp lắm bà chị. Nó thương cha, thương mẹ. Nó đi làm ăn xa, nó kiếm tiền về cho cha mẹ nó xài, chứ nó có gạt gì ai đâu. Nó đàng hoàng mà. Ôi, ông ơi, ông tin con không? Con ngại ông chết rồi ông ơi. Dì hai ơi, con xin dì, dì làm ơn về giùm con trước đi dì hai. Dì giết chết con rồi dì hai ơi. Buông tôi ra, tôi chưa có đi đâu. Để tôi nói cho tang quan đó. Tang quan gì? Con mình mà không tin sao được. Con gái tôi nó đàng hoàng lắm bà chị à. Xí, đàng hoàng, đàng hoàng cái cù lôi á. Ông biết con gái ông nó làm gì trên Sài Gòn không? Nó làm đĩ đó. Gì vậy? Sao? Muốn gì? Nè, tôi xí con hồn á, tôi xí bùm bùm cho cha con mấy người ăn giọng gì đi ăn. Cái đồ điếm mà. Xí. Trời ơi, tan nát hết rồi. Tại sao người ta tàn nhẫn như tôi như vậy? Trời ơi, mày thiệt là như vậy sao thế? Mày hư hỏng đến vậy sao thế? Ba ơi, con giết cha giết má rồi thế ơi. Mày không nhớ những gì ba má dạy sao thế? Nhà mình nghèo, thà cạp đất ăn, chứ không để ai khi dễ, không ai thị nhổ vô mặt ba má mày. Ba ơi, ba tha lỗi cho con. Ba tha lỗi cho con nghe ba. Tại sao lên Sài Gòn mày lại có thêm cái tên Hương? Tên The của tao với má mày đặt nó sâu lắm phải không? Mày đem liền cái tên The, mày liền cái tên The, không khác nào mày liền một quãng đời trong sạch. Rồi mày lượm cái tên Hương ở đâu mày gắn vô? Sao cái tên Hương thông thoáng là một quãng đời tui nát? Mày đi khỏi nhà tao con quỷ. Ba, ba ơi con biết phải đi.
ba đừng xua đuổi, đừng giận lòng con. Ba ơi, con là một đứa con bất hạnh của gia đình. Tuy ba không có bánh da xẻ thịt đẻ ra con, tuy ba không nhai cơm đúng con từng bữa, nhưng ba đã từng quạt cho con từng ngày, còn đó họ trong nỗi con bước đi một bước, ba nở một nụ cười, con mở miệng kêu ba, ba mừng như ai cho già cho ba. Mỗi khi con bệnh con ho là ba lo ba sợ cả đêm ngày. Ba chạy thuốc men hết thầy nọ đến thầy này, miễn sao cho con được mạnh giỏi thì ba ăn mới được ngon, ba ngủ mới được yên. Con ơi, đêm khuya khi giật mình thức giấc, ba ngồi nhìn con trẻ tùng đẹp cười trong giấc ngủ say, làm cho ba quên hết cả lao khổ đắng cay đã chồng chặt theo bao tháng năm dài. Ba ơi, ba thương con lỡ một lần, ba tha tội cho con. Ba ơi ba, con ơi, cha mẹ nuôi con là mong cho con không nên nỡ người thật giải gian sau này cho con được nên chồng nên vợ. Thế con để cho rạng rỡ giống dòng, cho đẹp mặt nở mày cha mẹ, phải chi con đi buôn gánh bán bưng, hay là làm thuế làm mượn, mà con gửi về cho cha mẹ một gói thuốc rê, một lá trầu héo, hoặc là một miếng cháo khô. Những vật đó nó còn quý hơn vạn lần, nhưng đầu nhớ bằng như dân gấp lụa là. Chờ tao, đứng dậy đi, bữa nay tao không đánh mày. Nhưng đây nè, tiền bạc mày gửi về, má mày thay đồ cho tao, tao không thèm. Mày ra khỏi nhà tao, mày ra khỏi nhà. Ba ơi, người đang nói chuyện với tao tuy xác là con the, nhưng tâm hồn là con hương. Trước kia mày là đứa con gái đàng hoàng, mày lại đi làm bại hoại gia phong lễ giáo nhà tao. Tao cũng tin rằng mày đi làm ăn chân thật, chứ thật ra tao đâu về. Mày đem thiết kinh đi bán khắp người ta để nuôi mẹ nuôi cha. Trời ơi, cái đồ quấn mắt dài, đừng lẻo hành về đây mà làm nhục tổ tông. Con cúi đầu trăm lại ba. Thôi thôi thôi, đừng có lại lục gian sinh. Ba tha tội, xin ba đừng giận. Con làm chuyện chi tất cả vì lòng con yêu đạo. Mày đừng có đem hai tiếng hiếu đạo nói với tao. Không có thứ hiếu đạo nào bắt con phải làm vậy, mà những người cha mẹ nhận những đồng tiền hiếu đạo đó là những người cha mẹ vô liêm sỉ. Mày đi ra khỏi nhà tao. Những đồng tiền con gửi về cho ba mẹ cũng giống như những lời con
sám hối. Mà con thường đọc lên để tự an ủi trong những đêm vắng nhạc ta. Sầu thương theo ngân lệ đôi quanh mình chỉ là chiếc gối chân, rượu hồng quen bốn bề quanh quẻ như bài thơ mơ. Trước sau chỉ có đôi mắt quần tắm lớn lao soi bóng trong gương rằng cuộc sống của con giờ bào nhào như mảnh trăng kia, dơ bẩn những vết rụng này và sẽ tàn theo dĩa dầu hao bất lụng cánh dài. Chuyện đó đâu có ai xuôi bay, ai đưa đường dẫn lối cho bay. Có làm thì mà chịu, không làm thì mà chịu. Mày đi đi, sao mày nói hoài vậy? Ba, ba ơi, con không còn mặt mũi nào trở về nơi này nữa. Vậy con xin một lời này để đáp đền công ơn sinh đẻ dưỡng nuôi. Nếu hôm nay con lìa bỏ gia đình thì kể như con người xương nơi quê người đất nà. Sự sống buộc con phải rời bỏ gia đình. Ba, ba ơi, dẫu rằng cách nuôi ngăn sông nhưng tình thắm con nguyện ghi khắc trong lòng. Ba nói với em con, đời không thiếu kẻ bạc lọc lừa, cũng giống như con một lần bị dốc nhà. Ba nói với em con, đừng tin người thái quá, đến chừng hỏi tiếng thì đã chịu dở dàng. Tao không muốn mày nói nhiều, mày đi đi. Tự hậu được con trở về đấy nữa nè. Mày còn làng chàng ở đó, tao tự dành tao chết cho mày vừa lòng. Mày đi đi. Ba,